Nghe Lữ Trân Trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, sau cái chết của Tổng Bí thư Nguyễn Trọng vào ngày 19 tháng 7 2004, từ Bộ trưởng Bộ Công an, Tô Lâm đã khéo léo nắm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam từ ngày 22 cho đến 27 tháng 9 2004, thì Tô Lâm và phu nhân là Ngô Phương Ly sẽ tham dự các sự kiện của Liên Quốc, một số sự kiện tại Mỹ và thăm cấp nhà nước Cuba. Trước và trong chuyến đi này đến Hoa Kỳ của ông Tô Lâm, dư luận đặc biệt quan tâm và đánh giá thời kỳ hậu Nguyễn Phú Trọng với những nhận định khác nhau. Ông Đặng Xuân Hùng, lãnh sự Việt Nam ở Geneva từ 2008 đến 2012. Ông Hùng đã từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam và cái chức vụ là vụ phó Bộ Ngoại giao, xin thi hành chính trị tại Thụy Sĩ từ tháng 10 năm 2013 để bắt đầu cuộc đấu tranh đòi dân chủ và tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam. Vì chuyến đi Hoa Kỳ của ông Tô Lâm, ông Đặng Xuân Hùng đã có bài viết thời kỳ hậu Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng chết, Tô Lâm lên thay. Điều đó cũng bình thường, hiển nhiên trong một chế độ cộng sản. Nhưng qua theo dõi những diễn biến mới đây, tôi thích đặt tên cho cái thời kỳ sắp tới của Việt Nam là thời kỳ hậu Nguyễn Phú Trọng. Người ông Trọng cần tìm ra là một người có kiên định chủ nghĩa xã hội như ông. Nhưng ông chưa tìm ra được ai thì ông đã chết, hoặc giả là ông đã tìm ra nhưng do đấu đá quyền lực, lựa chọn của ông không thực hiện được. Bình luận như vậy để thấy rằng ông Tô Lâm không phải là lựa chọn của ông Trọng. Tô Lâm không phải là sự tiếp nối. Sau khi ông Trọng chết, người ta cũng bình luận khá nhiều về việc Việt Nam sẽ ra sao dưới quyền lực của Tô Lâm. Bi quan thì nhiều, lạc quan rất hiếm. Bi quan là điều dễ hiểu vì chưa bao giờ dưới thời Trọng Tô Việt Nam lại trảm tướng nhiều như vậy, trảm cả ba chân ở trong tứ trụ. Cũng chưa bao giờ lực lượng phản biện xã hội lại bị đàn áp ghê gớm như vậy. Bi quan đến mức chả ai dám lạc quan. Ấy vậy mà trong bi quan đã dần lấp lóe cái tia lạc quan. Đầu tiên là việc khai tháng 9 vừa rồi. Tô Lâm đến nhà để thăm hỏi gia đình nhạc sĩ Văn Cao. Tôi đã bình luận trên Facebook của bạn tôi là Ngọc Mai, con dâu của nhạc sĩ. Tôi viết: từ đây người biết thương người, lấy lời trong bản Mùa Xuân Đầu Tiên. Trò bị dân, dân có thể là như vậy, nhưng chí ít nên cho một điểm cộng. Rồi mới đây tôi cũng có câu phát biểu khá hay, đại loại như là những phát triển của Việt Nam cần gắn liền với thành tựu của văn minh nhân loại. Đành rằng những câu này đều do thư ký soạn ra, nhưng việc ông chấp nhận nó và phát biểu ra ngoài, nó cũng ăn đứt 100 năm nữa không biết đã có chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hay chưa. Rồi việc ông bắt tay Tổng thống Ukraine Zelensky, một hành động ngoại giao chả có gì là to tát, nhưng nó là dấu hiệu của một sự thay đổi của một chế độ kiên định lập trường giai cấp và phân định bạn thù như Việt Nam. Thiết nghĩ cũng nên cho một điểm cộng. Quan trọng hơn cả là việc ông thả Trần Quỳnh Chí Thức, việc này quan trọng hơn cả, nhưng tôi lại cho nó xuống dưới cùng. Vì rằng Tô Lâm làm việc này là do nhu cầu chứ đi Mỹ đến Liên Quốc, nhưng nó có tác dụng cải thiện không khí u ám mà chính ông tạo ra cho nhân quyền ở Việt Nam. Ông Tô Lâm đã biết nghe lời các cố vấn ngoại giao của ông là nhất thiết phải thả ông Thức, dẫn đến việc cưỡng bức ra khỏi nhà tù với ông Thức. Không có điểm cộng ở việc này, nhưng là dấu hiệu tích cực hơn. Thế nhưng dấu hiệu chỉ là những dấu hiệu, chưa là sự thay đổi. Chả ai ngây thơ tin tưởng ở sự thay đổi chóng vánh tại Việt Nam cả. Nhưng việc đặt cho nó một cái tên là thời kỳ hậu Nguyễn Phú Trọng để người ta tin nó sẽ khác với thời kỳ ù lì u muội của ông Trọng. Thời kỳ mới này sẽ có ít kẻ giáo điều, những người được đào tạo văn minh sẽ dần có vai trò. Mới đây cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Đình Biên đã đề nghị là bỏ chủ nghĩa Mác Lênin, mà theo ông đó là điều dễ làm nhất trong quá trình cải tổ chính trị tại Việt Nam, đưa đất nước hòa vào văn minh nhân loại. Thời kỳ mới này, những người làm ở Bộ Ngoại giao, nơi nhìn nhận rất rõ bộ mặt thật của Trung Quốc, sẽ có tiếng nói hơn. Tiến trình thoát Trung lại gần Mỹ và phương Tây sẽ được cân nhắc và quan tâm hơn. Thời kỳ mà những quan chức Bộ Ngoại giao như Lê Hoài Trung, Bùi Thanh Sơn phát huy được kinh nghiệm ngoại giao hơn để
Nói củ cải cũng phải nghe cho ông Tô Lâm đã chớm có dấu hiệu đổi thay. Người giết Đặng Xuân Hùng post ngày 7 tháng 9 2004. Dần kính thưa quý vị. Còn luật sư Đặng Đình Mạnh là một trong những luật sư nhân quyền nổi tiếng tại Việt Nam. Ông và hai luật sư là Nguyễn Văn Miến và Đào Kim Lân trong nhóm các luật sư bảo vệ pháp lý cho tỉnh thất Bồng Lai. Thế nhưng, khi thấy dấu hiệu là có thể bị bắt qua những lời phát biểu vạch trần những sai trái của vụ án này trên Facebook, họ đã vượt thoát ra khỏi Việt Nam và đến Hoa Kỳ tị nạn chính trị vào tháng 6 năm 2003, trong 27 năm hành nghề tại Việt Nam. Ông Mạnh đã tham gia bào chữa khoảng 10 năm cho hơn 50 vụ án chính trị, gồm gần 100 người đấu tranh nhân quyền, dân quan tại Việt Nam. Vì chuyến đi Hoa Kỳ của ông Tô Lâm trong tháng 9 2004 thì luật sư Mạnh đã có một bài viết tựa đề như là một câu hỏi: ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản đã khai tử lịch sử Việt Nam chăng? Bài viết có nội dung như sau: trong chuyến công du đến Hoa Kỳ để tham dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Quốc vào ngày 22 tháng 9 2004, ông Tô Lâm được mời đến phát biểu tại trường Đại học Columbia về chính sách của ông ấy trong tư cách là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm tân chủ tịch nước. Ngay trong lời nói đầu tiên của bài diễn văn, ông Tô Lâm đã nói: sau gần 80 năm lập nước và gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản, Việt Nam đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên dương mình của dân tộc Việt Nam. Sau gần 80 năm lập nước, chấm than. Với lời khẳng định ấy trước quốc tế, tính ngược lại, lịch sử dân tộc với ông Tô Lâm chỉ được bắt đầu tính từ năm 1945 khi mà Đảng Cộng sản thực hiện một cuộc cướp chính quyền mà thôi. Và cũng theo đó, cái quá trình lập nước và giữ nước của tổ tiên nước Việt Nam từ nhiều nghìn năm trước đó đã bị ông Tô Lâm và Đảng Cộng sản của ông ấy khai tử, loại bỏ hoàn toàn ra khỏi trang lịch sử dân tộc. Chưa nói đến lịch sử dân tộc dựng nước từ thời kỳ thượng cổ, thì những trang sử giữ nước từ thời Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền đến thời Lê, thời Lý, thời Trần, thời Hậu Lê, thời Tây Sơn, với những Lê Đại Hành, Lý Thường Kiệt, Trận Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, vân vân, cùng với những chiến công giữ nước oai hùng của những vị vừa nêu trên, kể cả 3 lần thắng quân Nguyên Mông, hầu như đều không có chỗ trong lịch sử lập nước của ông Tô Lâm. Phải chăng là thiên triều của Trung Cộng đã yêu cầu Cộng sản Việt Nam khai tử lịch sử dân tộc để xóa đi nỗi nhục nhã của họ trong quá khứ khi mà xâm lược Việt Nam tại sông Như Nguyệt, Bạch Đằng Giang, Hàm Tử Quan, Ngọc Hồi, Đống Đa, vân vân? Từ đâu và khi nào mà ông Tô Lâm và Đảng Cộng sản bắt đầu mang những mầm mống thoát ly khỏi lịch sử dân tộc để rồi công bố công khai điều ấy trước cộng đồng quốc tế vào chiều ngày 23 tháng 9 chứ? Chúng ta còn nhớ, vào thượng tuần tháng 2 năm 2020, Nhị Lê, phó giáo sư tiến sĩ, phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản, một lý thuyết gia của Đảng Cộng sản, đã từng phát biểu công khai trên truyền thông đại chúng cho rằng Đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc đã gây rất nhiều tranh cãi trong dư luận. Khi ấy, lý giải về phát biểu của mình, lý thuyết gia Cộng sản Nhị Lê cho biết là trong tuyên ngôn Các Mác dạng gen đã lưu ý sứ mệnh lịch sử của giai cấp dân vô sản mang tính quốc tế, nhưng giai cấp vô sản mỗi nước phải hoàn thành nghĩa vụ trước hết với dân tộc mình. Yêu cầu đặt ra là giai cấp vô sản mỗi nước trước hết phải giành lấy chính quyền, phải tự vươn lên thành giai cấp dân tộc, phải tự mình trở thành dân tộc. Và thu gói các ý tưởng khoa học rất toàn diện và sâu sắc của Các Mác dạng gen, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Điều lệ Đảng một cách hệ thống và căn cơ để rút tiếp gồm có 11 từ trong bài báo đã đăng. Tất cả những điều trên cho thấy chủ trương nâng Đảng Cộng sản lên rồi đồng hóa trở thành dân tộc Cộng sản chăng, đã có từ trong lý thuyết Cộng sản và thảo luận trong Đảng từ nhiều năm qua, bất chấp khái niệm dân tộc, chỉ về chủng tộc hơn là một đảng phái chính trị. Theo thống kê hiện nay, số lượng đảng viên Đảng Cộng sản có khoảng hơn 5,2 triệu người, tương đương 5% dân số Việt Nam, là một con số đáng kể nếu số đảng viên được nâng lên và đồng hóa thành một dân tộc riêng biệt, hiện diện bên cạnh hơn 50 dân tộc khác như Kinh, Hoa, Khmer, Chăm, Tày, Ê Đê, vân vân, đang sinh sống trên cùng lãnh thổ. Theo đó thì dân số của dân tộc Cộng sản hiện nay chỉ đứng sau dân tộc Kinh mà thôi. Trong trường hợp đã là dân tộc thì cần phải xác định lịch sử của dân tộc ấy. Qua phát biểu của Tô Lâm tại trường đại học Columbia thì Đảng Cộng sản
đã lấy cái sự kiện cướp chính quyền vào năm 1945 làm mốc thời điểm lịch sử lập nước trong ngoặc kép của dân tộc cộng sản trong ngoặc kép. Sự tự tôn một cách kiêu ngạo của Đảng Cộng sản hiện nay đến mức độ phủ nhận cái lịch sử dân tộc, thì ngay chính người du nhập chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam, đồng thời cũng là lãnh tụ sáng lập Đảng Cộng sản là ông Hồ Chí Minh, cũng chưa từng dám nghĩ đến. Thật vậy, trong dịp thăm đền Hùng tại Phú Thọ vào trung tuần tháng 9 năm 1954, ông Hồ Chí Minh được cho là đã phát biểu: các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Cho thấy, trong lịch sử dựng nước, từ thời thượng cổ của các vua Hùng vẫn tồn tại trong tư duy của Hồ Chí Minh. Điều khá khó hài, khi một mặt thì phủ nhận sạch trơn cái lịch sử dân tộc, thì mặt khác, trong bài phát biểu của mình, ông Tô Lâm lại nhắc đến ý tưởng lấy chí nhân thay cường bạo quyển trải, một nhiệt lịch sử thời hậu Lê trong bài Bình Ngô Đại Cáo. Tự tạo trạch sử riêng, bằng cách nâng mình lên và đồng hóa nó thành một dân tộc ưu quyền là dân tộc cộng sản và thoát ly hoàn toàn khỏi lịch sử chính thống của dân tộc từ hàng nghìn năm qua, Đảng Cộng sản ngày càng tự tôn và kiêu ngạo cách lố bịch so với những hậu quả nặng nề mà họ đã gây ra cho đất nước. Điểm về tính chất đảng viên cộng sản và dài con số trích từ các báo cáo của chính cơ quan đảng cho thấy họ có xứng đáng gì với cái sự tự tôn kiêu ngạo đến mức trở thành dân tộc cộng sản chứ. Một bài trên trang Tuyên giáo từ tháng 2 2019 thừa nhận số lượng đảng viên đông không nhất thiết phản ánh chất lượng. Bài báo có viết cũng cần nhìn nhận rõ hơn động cơ vào đảng của bộ phận đảng viên, có phải vì lý tưởng cách mạng của đảng, vì dân vì nước, hay là để có chức quyền, để mưu lợi riêng. Bên cạnh đó, chỉ riêng số ủy viên trung đảng khóa 13 đã có tới 26 người bị kỷ luật hoặc khởi tố hình sự vì tham nhũng, 5 ủy viên bộ chính trị và 3 thành viên trong nhóm tứ trụ cũng bị vạch mặt tương tự. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2004, trên cả nước đã khởi tố mới, điều tra 2.836 vụ án trên 5.975 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ, tăng 841 vụ, 1.487 bị can so cùng kỳ năm 2003. Trong đó có 475 vụ án trên 1.094 bị can về các tội tham nhũng. Đại diện cao cấp của Đảng Cộng sản rờ đến đâu thì phát hiện ra tham nhũng đến đó, đất nước tan hoang, đạo đức xã hội xuống cấp, hàng loạt thiết chế cơ bản để điều hành quản lý đất nước đã bị vô hiệu hóa. Không lẽ tất cả những điều đó thành thành tích dễ dàng đến mức làm cho Đảng Cộng sản hãnh diện, phủ nhận lịch sử cả hàng nghìn năm của dân tộc chứ? Phương Tây có câu ngạn ngữ: nên bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác. Lúc này, sau khi khai tử lịch sử dân tộc, Đảng Cộng sản chẳng phải đang là bia nhắm cho những quả đại bác được bắn từ tương lai sao? DC, ngày 4 tháng 9, 2004, Đặng Đình Mạnh. Vâng, thưa quý vị, còn nhà hoạt động nhân quyền Hoàng Dũng, thành viên Con Đường Việt Nam, cùng gia đình trên đường đến Hoa Kỳ vào tối ngày 9 tháng 4, 2019. Ông Trương Minh Tam, một thành viên trong phong trào Con Đường Việt Nam hiện đang sống tại bang Illinois, cho biết ít nhất là có hai thành viên của phong trào này là ông Tam và ông Hoàng Dũng được chính phủ Hoa Kỳ bảo trợ. Về chuyến đi Hoa Kỳ của ông Tô Lâm thì Hoàng Dũng đã viết năm ngoái, khi tôi viết rằng ông Tô Lâm sẽ nắm cả hai chức tổng bí thư và chủ tịch nước, nhiều người đã cười và không tin. Ông Tô Lâm lúc bây giờ từ chối chức chủ tịch nước để nhường cho ông Võ Văn Thưởng, và rồi giờ đây mọi chuyện thế nào ai cũng thấy. Tháng trước có bài báo tháng 10 là sẽ bầu chủ tịch mới. Tôi không nghĩ điều này sẽ xảy ra. Nếu điều này xảy ra, Việt Nam sẽ tiếp tục chìm trong tăm tối vì sự độc tài lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Ông Lâm thùng lầm nắm cả hai chức như hiện tại và tiếp tục không có nghĩa với việc là Việt Nam sẽ có tương lai. Nó chỉ cho người ta nuôi một hy vọng vào sự thay đổi khi người dân
không tự đứng dậy để thay đổi vận mệnh của mình, thì họ phải trông chờ vào sự thay đổi đến từ người đang cai trị họ. Và nhân dân lúc bấy giờ chỉ là chất xúc tác, là gia vị. Nếu đại đa số đều tin và ủng hộ cho sự thay đổi đến từ ông Tô Lâm, điều đó sẽ xảy ra. Nếu nhiều người nghĩ, ồ, làm gì có, thì đúng, không có đâu. Lãnh đạo là người biết lắng nghe những người bên dưới của mình, đơn giản là vậy. Ông Tô Lâm thay đổi thể chế thì tất cả mọi người đều được lợi. Ông đi về lịch sử vì anh hùng của dân tộc, còn ông không thay đổi thì ông chỉ là một trong những nhà độc tài cộng sản cuối cùng, hệt như Nguyễn Phú Trọng. Coi đặt ra là bây giờ còn ai nhắc đến Nguyễn Phú Trọng không? 13 năm ngồi ghế cao nhất, Trọng đã làm được gì cho Đảng Cộng sản, cho dân Việt Nam chứ? Hãy tự trả lời. Đi Trung Quốc, Lào, Cam, Mỹ, Cuba xong, ông Lâm sẽ có được những thu hoạch nhất định trước khi triển khai một kế hoạch thay đổi tổng thể. Có thể không phải bắt đầu bằng việc trả tự do cho hàng loạt những nhân vật bất đồng chính kiến đang bị cầm tù. Thế nhưng, nó sẽ là những các việc khác như tôi đã gợi ý, sẽ bắt đầu bằng Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng, những tù nhân bị kết án tử hình. Ông Tô Lâm có thể chia cách tỷ đồng nhập qua ngoại về ở trong đám cưới của con, hay đang nhắm tới việc lấy hết cho mình các mỏ đất hiếm của Việt Nam, tiếp tục bảo kê Phạm Nhật Vượng, nhân dân. Coi đặt ra là không ai cản nổi ông chuyện đó cả. Nhưng rồi cản để làm gì? Chuyện đó quá tầm thường, không thể nằm gai nếm mật từng ấy năm dưới ghế của Nguyễn Trọng rồi lại làm những việc tầm thường ấy. Những cái giá nhịn nhục từng ấy năm quá đắt. Nó phải được người con trai thôn Lầm đánh đổi những thứ đáng giá hơn ngàn lần. Thì tôi xác định là cái chủ nghĩa cộng sản sớm hay muộn ở Việt Nam thì nó sẽ sụp đổ, và bây giờ tôi khẳng định điều đó, nó chỉ là sớm hay muộn mà thôi, bởi nó thành cái quy luật rồi. Tôi là những người mà đấy, như đã nói là tôi đã từng đi bộ đội, đúng không? Đã từng vào Nam chiến đấu, tham gia mặt trận chiến dịch Hồ Chí Minh. Rồi tôi này vào đảng viên, thì tôi cũng là một cán bộ, và sang đây tôi làm đến chức bí thư tỉnh đoàn, quản lý một cái khối lưu học sinh và học nghề ở bên Đức, là ở tỉnh Leipzig. Thì là tôi đã từng là trong cấp ủy, thì là tôi khuyên cái lớp tuổi trẻ của chúng ta ở nhà là chúng ta phải biết được cái điều hay lẽ phải, cái bước tiến của nhân loại nó sẽ đi đến chỗ nào, đúng không? Thế bây giờ mà một đất nước Việt Nam, mỗi Việt Nam mình còn cộng sản tồn tại bao nhiêu nước người ta đã bỏ từ lâu rồi, đúng không? Bây giờ cái bức tường nó đổ mấy chục năm, hơn 30 năm nay rồi, đúng không? Mà cái nòi cộng sản ở cái Đức nước Đức này, đúng không, mà người ta đã từ bỏ rồi. Bây giờ tôi rất là nực cười khi mà chúng ta vẫn cứ kết nạp đảng viên kỳ đại hội, chúng ta treo mấy ảnh ông ăn Mác, ông Lenin lên, nó lỗi thời lắm rồi, đúng không? Mà tôi đã viết trên trang Facebook của tôi thì nó là cái trò cười, những cái nhối nhăng ấy chúng ta nên bỏ đi. Chỉ bây giờ lớp trẻ các bạn lần sau phải đấy, cái trang mạng bây giờ người ta mở mang cái trí óc trí tuệ mình cứ vào đấy mà học thôi, đúng không? Chứ bây giờ nghe mấy ông này với Việt Nam dấu yêu ơi, Việt Nam đất nước tôi, nhưng lầm than biết đến bao giờ mới nguôi. Người ngày xưa đã ra đi, người ngày nay vẫn ra đi, đi về đâu vui sâu trong những năm hồ. Chuyện ngày xưa đã bao năm, chuyện ngày xưa dấu xa xăm, người còn nhớ xác chết trôi dạt biển đâu. Tại vì đâu biết không anh, tại vì đâu biết không em, tại người dân muốn sống trong lòng tự do. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam cờ thâu cho lòng chúng con. Bỏ quê cha đến nơi xa, bỏ quê hương sông tha phương, dù vẫn biết có lúc vui thay giữa đường. Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam dẫn lối cho đàn cháu con. Cùng nói gương những cha anh, cùng vùng lên biết đâu tranh, để biển Đông, để rừng sâu,
để đường xa đừng lần nữa xin chiếc đồng bào Việt Nam. Việt Nam dấu yêu ơi, Việt Nam đất nước tôi, nhưng lòng than biết đến bao giờ mới nguôi. Người ngày xưa đã ra đi, người ngày nay vẫn ra đi, đi về đâu vui sâu trong những năm mồ. Chuyện ngày xưa đã bao năm, chuyện ngày xưa dấu xa xong, người còn nhớ sao chết trôi giạt bên đâu. Tại vì đâu không anh, tại vì đâu biết không em, tại người dân buồn sống trong lòng tự do. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam con thấu cho lòng chúng con. Bỏ quê cha đến nơi xa, bỏ quê hương sông tha phương, dù vẫn biết có lúc vui thay giữa đường. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam dâng lối cho đảng cho con. Cùng nói gương những cha anh, cùng vùng lên biết đâu tranh. Để biển đông, để rừng sâu, để đường xa, đừng lần nữa giết chết đồng bào Việt Nam. Cùng nói gương những cha anh, cùng vùng lên biết đâu tranh. Để biển đông, để rừng sâu, để đường xa, đừng lần nữa giết chết đồng bào Việt Nam.